Tử vi tuổi Canh Tuất 1970 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Canh Tuất nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghinh thay tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thay tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mọi người nên làm lễ nghinh thái tuế. Hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế, vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất 1970, mệnh thoa xuyến kim, là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Nếu bản mệnh là cấp trên, có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát, dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng, nỗ lực hết mình. Dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của họ là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Địa chi của các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022 là Tuất gặp Dần, nằm trong bộ tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, nên khởi sắc trên mọi phương diện. Còn về thiên can của các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022, đó là Nhâm Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, các bác tuổi Canh Tuất nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách thì mới có kết quả đạt được tốt hơn. Tháng may mắn năm 2022 của các bác tuổi Canh Tuất là tháng 3 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác cho thấy rằng tuổi hợp của mệnh chủ đó là tuổi Nhâm Dần 1962, tuổi Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978 và Canh Ngọ 1980. Bên cạnh đó còn có tuổi Kỵ là tuổi Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976 và Mậu Thìn 1988. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của các bác tuổi Canh Tuất trong năm Nhâm Dần. Các bác trai tuổi Canh Tuất năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là Phú và Tài Bạch, chủ cung Điền Trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được và là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh.
Khi có được sao này kết tinh thì sẽ làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Còn với các bác gái tuổi Canh Tuất trong năm được sao Thái Bạch chiếu mệnh, sao này là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy, có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, Thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ nghênh sao giải hạn năm 2022 cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của Thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, Thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Canh Tuất hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của Thầy để đặt lịch gặp Thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Thìn, đặc biệt là tháng Giáp Thìn, tức tháng 3 âm lịch, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Canh Tuất, và những ngày này mọi người cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ra những ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác tuổi Canh Tuất không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Các bác tuổi Canh Tuất sẽ trải qua một thay đổi cơ bản trong sự nghiệp trong năm nay. Các bác sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp, sau đó được thăng chức và tăng lương. Mặc dù may mắn trong sự nghiệp, các bác vẫn kiên nhẫn và cẩn thận trong việc giải quyết công việc và không tranh cãi, khó chịu với người khác. Một khi các bác làm những điều trên, các bác có thể lặng lẽ chờ đợi tin tốt từ sự nghiệp của chính bản thân mình. Ngoài ra, để có thể cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Vận trình tài lộc của các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022 sẽ gặp nhiều may mắn. Các bác sẽ nhận được những thành tựu bất ngờ về thu nhập, tiền lương và doanh thu. Tại nơi làm việc, các bác sẽ nhận được nhiều thu nhập hơn, chẳng hạn như được trả lương nhiều hơn từ sếp và tăng tiền thưởng hàng quý cho xử lý công việc khó khăn so với đồng nghiệp. Trong khía cạnh phong thủy, các bác còn có thể chú ý nhiều hơn đến xổ số và rút thăm may mắn. Mặc dù các bác sẽ không trúng số độc đắc trong đầu tư xổ số, nhưng những giải thưởng nhỏ vẫn có thể có được. Nhìn chung, trong năm của các bác tuổi Canh Tuất sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Các bác có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, các bác tuổi Canh Tuất cũng có thể tham gia vào các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán và dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều. Nguồn thu không ngừng lớn mạnh.
Ngoài ra, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn trong năm, đồng thời sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đặc biệt là khi mang pháp khí bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm 2022 sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm là khía cạnh may mắn nhất vào năm 2022 của các bác tuổi Canh Tuất. Các bác sẽ sống hòa thuận và hạnh phúc với người bạn đời của mình trong thời gian này. Tuy nhiên, với một số bác tuổi Canh Tuất, trong năm cũng có thể sẽ là mối quan hệ ngoài luồng khác. Với mục đích của một cuộc sống gia đình hạnh phúc, các bác cần nhận ra tác hại của mối quan hệ khác, tầm quan trọng của tình cảm đối với cả gia đình và tránh xa mọi vấn đề tình cảm nam nữ. Ngoài ra, các bác không nên quá tập trung vào công việc mà bỏ quên mất tổ ấm của mình. Các bác hãy dành một chút thời gian quan tâm hơn tới những người thân xung quanh trong gia đình mình để có thể vun đắp một tổ ấm hạnh phúc. Đặc biệt, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Canh Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của các bác tuổi Canh Tuất trong năm 2022 khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là Cát Tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh khỏi những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của các bác. Cho nên các bác cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình, tập thể dục nhiều hơn và tránh thức khuya, vì sức khỏe là nền tảng của bất cứ điều gì khác. Các bác tuổi Canh Tuất cũng nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, những nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Ngoài ra, trong thời gian này, thầy Gia Cát còn khuyên các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Canh Tuất sinh năm 1970. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Canh Tuất trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để có thể hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Canh Tuất trong năm 2022 sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc làm mạng vong. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương còn cho thấy hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng sẽ nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Còn với các bác gái tuổi Canh Tuất trong năm nay sẽ gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá. Bên cạnh đó, mệnh chủ còn có cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm và thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, bổ trợ thần mệnh cho bản thân. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất.
Ngoài ra, vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là các bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Ngoài ra, mọi người hãy để lại những thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại để có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.